luôn cho tất cả anh em lúc lại video tiếp theo. Tôi những video này tôi đi câu cá anh ạ. Giờ tôi lấy luôn vài con. Đi tân đấu. Kiểu anh thấy. Cứ lên nó vào câu hay làm gì ấy. Thôi cầm thêm một cái điện thoại ăn sâu ở trên trường nhá. Vâng vâng. Cầm đi cầm một hai cái điện thoại đi nào. Vâng. À thế này nhá. Thì mình ta bao về cho mẹ phải chúng tôi. Để về cho mẹ đi kiếm bài. Vâng. Bây giờ có đem về không? Giờ cho đem về luôn. Con đi xe đạp hay là đi bộ? Cháu đi bộ quay. À đi bộ thì quay. Anh Cường ơi. Rồi. Thank you.
Có ạ, tí con về mình lấy. Tôi về đến nhà tôi anh em nhé, tôi mang quả về anh em nhé, có củ có gì ăn không nhé. Xoài, ổi, đào, mận, đủ kiểu. Không, cái này không đi được. Mua cỏ hôi. Cỏ hôi cho tôi về. Tuyên liền quản. Cái gì không đi?
không biết được đâu. Làm mà. Đi mình làm. Thôi. Rồi rồi, ok. Ok, cảm ơn nhá. Ok, bắt tay lại. Ok. Mang cái bằng đem cái nhi mang của anh đi. Mẹ lấy tới người gì nào mẹ? Sống nè bà. Mẹ đi. 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 Cho điện thoại. Này nhiều điện thoại không cầm tay đâu. Ok ok, cảm ơn. Cảm ơn nha. Thêm một tay cái. Ok. Cảm ơn nha. Hả? Mì tôm chạm được. Tôm đã ăn cắm rồi. Cho nó ăn cơm. Một cái đó không? Ăn tạm thế thôi, chưa về lại ăn tiếp. Chưa, không biết mấy giờ gì. Làm cũng phải có giờ nghỉ, giờ rớt, giờ nghỉ chứ. Tầm 11 giờ. 11 rưỡi, 11 rưỡi. Nắng thì nắng, lại làm thì có giờ rớt thì ngọt lắm. Có quản lý đâu? Quản lý quay rồi. Quay đâu? Chạy lượn, chạy chuối gì ở đâu. Thế là một mình con. Bút bông mò về quái đây. Một mình con quái quản. Chả thế, sẽ thải hết rồi. Chả. Đuổi con kia. Một mình quay, con quay gần gần thôi. Xong rồi về, chứ đâu phải đi mỏi chân. Thế. Nào. Không có một cái mà mẹ mới để đủ lấy cho nó. Cái tủ không có một cái đấy. Đeo dây vào cho nó. Có bông mò quá đấy. Cái quả. Thế xay gì đấy? Bà cho mày. Bà cho tít mày. Mày cho nuôi á? Ừ. Nó bảnh nghe. Ồ, bà. Bảnh cho hả là? Cho cho uống cái cái. Thôi, hàng tôi cũng chưa phủn rồi à? Chưa phủn, chưa từ. Chưa phủ Yếu nhắn kìa. Còn những đĩa bóng yếu nhắn kìa là mang. Còn nên là những đĩa bẩy. Mấy chân ăn cái làm gì thì mang. Cái còn là ăn dưới đây là cùng thì là ăn cái chứ không ăn. Đó. Còn nên ăn cái gì nè. Hỏi anh Quảng nhé, còn nên ăn cái gì. Tẹt. Chết tiết, chết tẩy tiết mê đi mang này. Tẩy tiết mê đi. Bây giờ bạc lầm. Hả? Tiền mua gà. Mấy gram? Còn cái này có 7 gram. Có cái gà 7 gram bạc. Rồi, ok, cảm ơn, ok. Rồi, ok, cảm ơn nha. Ok, bắt tay, làm cái. Con ứng 300 cũng được, bao nhiêu phải bù vào. Nhưng mà anh Quảng đi làm luôn gì? Nhìn thoại con tí mày quay rồi làm gì chuyển khoản.
cồn, xôi không cồn. Chấm phục. Đó thì có xôi trứng hay xôi chả thích. Xôi trứng ạ. Mày bắn này. Dạ. À, mày quay phim. Cháu đi quay phim. Cháu làm YouTube. Làm YouTube. Là. Thank you.
Đâu bà? Đi làm nè. Vâng, tôi đi làm. Giảm nhạc. Giảm nhạc. Dạ. Có lấy nước, lên lấy điện thoại với dây sạc. Dạ. Ba nó còn ở đấy quên lắm. Ba còn ở đấy ạ. Dạ bà ba mới ra được chơi. Bà ở nhà làm gì? Hả? Bà như còn ở nhà làm gì? Ở nhà làm gì? Không biết. Ấy. Thấy gì không? Cái bàn ướn. Mấy đường thuốc mình uống không? Đi xuống, xuống ra chưa? Chuẩn bị hơi chuẩn mà mình ạ.
chạy nước đi chứ. Thôi bạn chưa để ăn cơm. Bên này mấy giờ anh Quảng về nhỉ? Nó là chiều rồi bên. Chiều, chắc chiều tối ư? Chết mẹ rồi. Không, không phải mang đâu bạn. Ơ nhỉ? Kinh cơ. Đau thuê đi mẹ. À đây đây đây. Đau rồi sao rồi nhỉ? Nói dẹp anh nào, anh đi làm nào. Không cho nói anh kia. Đây cho anh dẹp anh đi làm nào. Nói thấy chưa? Ở yên không chịu cái gì ăn chửi cơ. Cái gì đấy? Sáng ăn sáng. Thôi em ăn hộp đó. Nhi, anh chết đói. Tôi đi câu anh.
cháu đi quay câu cá. Câu cá thì nó quay. Vâng. Tí con vào trong kia ngồi trong kia râm. Dạ. Cháu ở xuống cốc ạ. Ừ, vâng ạ. Ấm ấy nhỉ. Tôi xuống dưới kia tôi cầu anh ấy nhé. Mẹ nó nắng ngủ thế chứ lị. Thằng giàu nó ở được ở nhà chơi. Mẹ ơi thằng nghèo cũng phải đi dài nắng. Trời ơi, như chó. Đi thì bắt con dưới mèo nên là dưới cầu ấy mà.
Mua lại bếp. Mua đây thử làm miếng sushi hamburger phát anh em. Thank you.
phết anh em ạ. Tôi sẽ đi câu anh em nha.
Giờ tôi nên lúc chị cho mình lại nhà rồi. Giờ lại nha.